cùng với chiếc nồi chiên hơi nước Calais Steam Star. Wow, nồi chiên bằng hơi nước. Nghe lạ quá ha. Để xem thử là trên điện máy xanh có không đã. Nồi chiên bằng hơi nước. Rồi xong luôn các bạn ơi, điện máy xanh vẫn chưa có mặt hàng này. Nhưng mà bây giờ mới muốn sờ mó thử xem là cái món đó nó như thế nào, nghe lạ quá. Yên tâm, Vi vẫn có một cách đi cửa sau để mà đem chiếc nồi này về review cho các bạn. Hãy đợi Vi nhé. 2,000 years later. Các bạn ơi, người ta nói là đi đêm mới gặp ma đúng không? Nhưng mà nhờ đi đêm ngày hôm nay, Vi đã mang được một chiếc nồi nấu bằng hơi nước Calais này để review đây. Bây giờ thật sự ra Vi rất là hồ hởi và rất là nôn để unbox chiếc thùng này luôn. Chắc là phải bắt tay vô liền quá. Chà, công nhận nồi được đóng gói kỹ càng ghê ta. Mở thùng giấy bên ngoài ra thì bên trong còn một thùng đựng nồi nữa. Ta nói mở ra ú à luôn nè. Chưa gì mà thấy phụ kiện quá trời quá đất luôn. Ở đây Phi thấy có bao tay, có cây phích dầu. Ngoài ra thì Phi thấy có sách hướng dẫn và có một quyển sách nấu ăn luôn nè. Đủ hết. Một cái mâm tròn chắc là dùng để nướng bánh. Trời, nó dày dữ vậy ta. Vì rất là hiếm khi nào thấy những cái cuốn sách đi kèm theo những chiếc máy mà nó dày như thế này. Mà cái điểm cộng cho nó đó chính là hình ảnh nè. Đó, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Và trong đây chắc tầm khoảng 100 món. Và những cái món ăn này rất là dễ thực hiện. Nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho những cô nàng nào mà thích ăn uống, thích nấu ăn nhưng mà hơi mất đặt tí xíu về khoảng nấu ăn. Ok, nói chung là khá là ưng. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục khám phá cái nồi nấu bằng hơi nước này nhé. Wow, chưa gì là Vi thấy đây, chiếc nồi này khá là nặng luôn á. Lúc mà mình khiêng lên nè, mình cần phải dùng một chút lực. Rồi, bây giờ Vi sẽ gỡ ra xem là bên trong nó như thế nào nha. Ấy chà chà, chiếc nồi này coi vậy mà có cái thiết kế khá là sang trọng đúng không các bạn? Nhìn thì vuông vức như thế này, Vi thấy là để vào không gian nhà bếp thì cũng sẽ rất là tiết kiệm không gian luôn á. Lúc mà Vi sờ phần thân máy thì cảm thấy rất là sang xịn mịn luôn các bạn ơi. Đây là phần vỏ nhám cho nên là sẽ không bị bám dấu vân tay. Còn phần cửa thì được làm bằng kính cho nên sẽ rất là dễ dàng lau chùi. Đó, bây giờ thì Vi sẽ mở ra bên trong cho các bạn xem nha. Ý, không ngờ là bên trong này còn có thêm một phụ kiện khác nữa nha. Mình thấy một cái vỉ, hai cái khay và một cái tay cầm. Hồi nãy khi mà mình đọc cuốn sách hướng dẫn đó các bạn thì mình thấy vẫn còn một ngăn kéo ra kéo vào và hình như cái ngăn này chính là cái ngăn đựng nước và sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong những chế độ nấu ăn như là hấp nè, chiên bằng hơi nước. Để sử dụng nồi thì mình sẽ sử dụng bảng điều khiển ở đây. Và ở đây cũng chính là phần tay cầm mở cửa của nồi. Một thiết kế khá là độc đáo ha. Bảng điều khiển ở đây thì Vi thấy là sử dụng cảm ứng nha các bạn. Và có tới 5 chế độ được sử dụng cài đặt sẵn. Và có 4 chế độ được chỉnh tay luôn nha. Trong đó thì có chế độ hấp nè, phun sương nè. Và đều sử dụng công nghệ Steam ST hấp siêu nhiệt. Vi nghĩ là sau khi mà Vi chia sẻ điều này xong thì các bạn cũng sẽ thích chiếc nồi này y như là Vi vậy. Tại vì như chúng ta đã biết rồi thì với những chiếc nồi chiên không dầu truyền thống á, thì nó sẽ làm chín thức ăn bằng không khí với công nghệ là Rapid Air. Còn với chiếc nồi này thì sao? Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai công nghệ luôn. Đó chính là Steam ST và Rapid Air.
Theo như mình có tìm hiểu thông tin trên web hãng thì khi mà nồi sử dụng sẽ kết hợp nhiệt khô và nhiệt ẩm luôn. Nhiệt khô ở đây chính là hơi nóng được tỏa ra từ dây mây xô, còn nhiệt ẩm là lượng nước trong khay chứa mà mình coi lúc nãy á. Và khi mà bơm hút và làm nóng nhanh ở nhiệt độ cao, tạo ra hơi nước nóng phun trực tiếp vào trong khoang lò. Hơi nước và nhiệt lượng sẽ được quạt thổi nằm ở phía trên cùng thổi hòa quyện vào nhau, luân chuyển đều khắp bề mặt thực phẩm. Từ đó thức ăn sẽ chín đều, giòn bên ngoài nhưng mà bên trong vẫn giữ được độ mọng nước. Công nghệ hiện đại quá đúng không các bạn? Và Vi thấy là có vẻ như là nhờ có công nghệ này mà mình nghĩ rằng là khi mình chiên nè hay nướng những cái món ăn thì món ăn sẽ không có dễ bị khô hay là cháy ở nhiệt độ cao mà vẫn giữ được lượng nước bên trong thực phẩm. Còn nếu như mong Vi có một cái trải nghiệm sâu sắc hơn với chiếc nồi chiên này thì chắc là cần thời gian rồi. Hẹn các bạn trong những video clip khác nhé. Còn bây giờ thì Vi xin phép khép lại video clip ngày hôm nay tại đây. Các bạn thì sao? Có thích chiếc nồi chiên này không? Hãy để lại comment cho Điện Máy Xanh biết nhé. Để Điện Máy Xanh còn có thể đem về để mà kinh doanh nữa. Nhớ là hãy để lại một like, một subscribe khi mà các bạn thích video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Tiếp tục.